Sáng nay 29 tháng 5 năm 2023, Huyện ủy Chư Mờ Ga đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9, Huyện ủy Chư Mờ Ga đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,87%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt trên 21.600 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt so với chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2022, thu ngân sách đạt hơn 346 tỷ đồng, tăng 88% so với nghị quyết. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu của xã hội. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Hơn 2 năm qua, toàn huyện kết nạp mới được 361 đảng viên, hàng năm có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, huyện Chư Mờ Ga tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện được công nhận huyện nông thôn mới, v.v.